Nhật ký 176. Quyết định trung thành với các soi động bên trong. Cho dù không biết sẽ phải trả giá đến đâu, tôi không được tự ý làm một điều gì mà không bàn hỏi trước với cha giải tội. Nhật ký 177. Tuyên lại lời khấn dòng. Ban sáng, ngay từ lúc tỉnh giấc, thần trí tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Chúa giữa đại dương tình ái. Tôi nghiệm thấy hoàn toàn được ngập lút trong người. Trong giờ thánh lễ, tình yêu Chúa của tôi lên đến cực điểm. Sau khi tuyên lại lời khấn và hiệp lễ, tôi chợt nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán bảo tôi một cách âu yếm: "Ái nữ của cha ơi, con hãy nhìn ngắm trái tim nhân lành của cha." Khi chiêm ngắm thánh tâm cực trọng, tôi cũng được thấy cả những luồng sáng như được vẽ trong bức hình, cùng với máu và nước từ đó trào ra. Và tôi đã hiểu lòng thương xót Chúa bao la dường nào. Chúa Giêsu lại phán bảo với tôi một cách dịu dàng: "Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho các linh mục về lòng thương xót khôn lường của cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong cha, kêu gào được đòi phung phát. Cha muốn trào đổ mãi cho các linh hồn. Trái lại, các linh hồn lại không muốn tin vào lòng nhân lành của cha." Bỗng nhiên Chúa Giêsu biến đi. Nhưng suốt ngày, thần trí tôi cứ đắm đuối trong sự hiện diện như sờ được của Chúa. Mặc dù có tiếng râm ran trò chuyện thường xảy ra sau cuộc tĩnh tâm, nhưng điều ấy không làm phiền tôi chút nào. Thần trí tôi ở trong Chúa, mặc dù bên ngoài tôi tham gia vào các cuộc chuyện trò, thậm chí còn đi thăm đơ đi nữa. Nhật ký 178. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu kỳ thử thứ ba. Cả ba chị em chúng tôi gặp nhau tại phòng mẹ Margaret, bởi vì các chị khác cũng đang chuẩn bị kỳ thử của họ tại nhà tập viện. Mẹ Margaret khai mạc bằng một kinh nguyện, giải thích cho chúng tôi biết kỳ thử thứ ba gồm những gì. Và sau đó, mẹ nói về hồng ân vĩnh thể lớn lao như thế nào. Bỗng nhiên, tôi òa lên khóc. Lập tức mọi ơn Chúa ban đều hiện về trước mắt linh hồn. Tôi thấy mình quá nhơ nhớp và tệ bạc với Chúa. Các chị em lên tiếng của trách: "Sao chị lại khóc rống lên như thế?" Nhưng mẹ Margaret đến bênh vực tôi. Mẹ nói: "Không có gì phải ngạc nhiên cả." Vào cuối giờ, tôi đến với Chúa Giêsu thánh thể, và như một kẻ xấu xa đốn mạt nhất, tôi khẩn nài lòng thương xót Chúa, xin người chữa lành và thanh tẩy linh hồn tội nghiệp của tôi. Lúc đó tôi được nghe những lời này: "Ái nữ của cha ơi, tất cả những khốn nạn của con đã được tiêu tan trong ngọn lửa tình yêu của cha, như một nhánh cây nhỏ được ném vào lò lửa hừng hực. Bằng cách hạ mình như vậy, con kín múc cho mình và cho các linh hồn khác tất cả biển nguồn xót thương của cha." Tôi thưa lại: "Lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn trái tim khốn nạn của con theo niềm hoan lạc thần linh của Chúa." Nhật ký 179. Trong suốt kỳ thử thứ ba, nhiệm vụ của tôi là giúp chị phụ trách nhà may. Nhiệm vụ này đã cho tôi nhiều dịp thực tập nhân đức. Đôi khi
tôi phải đưa đồ đến cho một số chị em những 3 lần. Thế mà họ vẫn chưa vừa lòng. Nhưng tôi cũng nhận ra nhân đức cao vời của một số chị. Các chị này lúc nào cũng chỉ xin những đồ kém nhất của ban may. Tôi thán phục tinh thần khiêm tốn và khổ chế của các chị. Nhật ký 180. Trong mùa vọng, một nỗi niềm khao khát Chúa mãnh liệt trỗi dậy trong linh hồn tôi. Thần trí tôi bay vút về Chúa với tất cả sức mạnh. Trong thời gian đó, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ánh sáng để hiểu biết các ưu phẩm của Người. Ưu phẩm thứ nhất Chúa đã cho tôi biết, đó là sự thánh thiện của Người. Sự thánh thiện của Chúa thật cao vời đến độ mọi quyền thần và mọi dũng thần đều run rùng trước thánh nhan Người. Các thiên thần tinh sạch nhất còn phải che mặt và mất hút trong niềm khâm sùng bất tận. Các ngài đồng thanh diễn tả hình thức tôn sùng cao trọng nhất, đó là lời tung hô thánh, thánh, thánh. Sự thánh thiện Thiên Chúa được trào đổ trên giáo hội của Người và mọi linh hồn sống trong đó, nhưng không phải cùng một mức độ như nhau. Có những linh hồn hoàn toàn được Thiên Chúa thấu nhập, và cũng có những linh hồn gần như chỉ thoi thóp. Tri thức thứ hai Chúa ban cho tôi liên quan đến đức công bình của Người. Đức công bình của Chúa thật vĩ đại và thấu tận cốt lõi các vật. Mọi vật hiện ra trước thánh nhan Chúa trong sự thật trần trụi, và không có gì có thể chống lại Người. Ưu phẩm thứ ba là tình yêu và lòng thương xót. Tôi hiểu rằng tình yêu và lòng thương xót là ưu phẩm cao trọng nhất. Ưu phẩm này liên kết các thụ tạo với đấng tạo hóa. Tình yêu hải hà và lòng xót thương thẳm sâu đã được biểu hiện trong mầu nhiệm nhập thể và công trình cứu độ nhân loại. Và chính ở đây, tôi đã nhìn ra lòng xót thương là ưu phẩm lớn lao nhất trong mọi ưu phẩm của Thiên Chúa.